Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Xem bài gốm xin gửi tới với các bạn, cô chú anh chị và các bạn một chiếc ấm trà độc đáo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn. Đây là một tác phẩm khá là đặc biệt với kích thước là cao 50 cm, và trên ấm trà này được chế tác dựa trên cái cảm hứng từ cái thân cây trúc quân tử. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phần phía trên tay cầm của ấm. Ở trên này các bài thơ của nhà thơ, của nhà vua Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Yên Tử. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, họa tiết khắc trúc, tay cầm dáng trúc, một chiếc búp non mọc ra từ phía thân của cành trúc, và vòi cũng là vòi trúc. Chúng ta sẽ cùng nhìn phần bên này của ấm. Phần bên này của ấm sẽ là ghép của các cái đoạn cành thân trúc với nhau. Hình ảnh tre trúc đã gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam qua bao nhiêu đời nay, từ thời dựng nước giữ nước, tre giữ nàng, giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, tre trúc. Đây là minh văn. Những cái tác phẩm gốm sứ đặc biệt độc đáo ngày xưa thì trên sản phẩm sẽ có minh văn thể hiện niên đại, tên của người sáng chế tác, rồi tên của người đặt hàng, và chúng ta đang nhìn thấy cái chữ Vương Tuấn Tầm Tác ở đây. Đây là phần mặt bên tay cầm của chiếc ấm trúc khổng lồ này. Có lẽ một ngày nào đó ở làng gốm Bát Tràng sẽ làm một cái chương trình về triển lãm những chiếc ấm trà riêng và pha những cái pha trà, các cái dòng trà ngon của Việt Nam mình trên những chiếc ấm độc đáo, là một cái kỷ lục Guinness nào đó. Chúng ta đang cùng ngắm mặt bên kia của chiếc ấm trúc này. Màu của chiếc ấm trúc này là màu gốm mộc, rất là độc đáo và đặc biệt. Đẹp quá. Đây là một số mẫu ấm chén dòng Tử Sa, dòng gốm nâu. Thiền, ở trên này có chữ thư pháp thiền, họa tiết hoa sen, thuận tĩnh. Đây là dòng gốm nâu mộc. Nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn là nghệ nhân chuyên chế tác cái dòng ấm trà của làng gốm Bát Tràng với dòng Tử Sa Khăn Gà. Đây là một chiếc ấm họa tiết năm cánh hoa đào. Chúng ta sẽ cùng ngắm cái dòng gốm Tử Sa này. Hôm vừa rồi, cái đợt trong năm thì có một người anh ở Hải Phòng lên trên làng, anh theo mang theo một cái chiếc đĩa kê, và anh đối với hàng sản phẩm của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn sẽ có chữ ký hiệu chữ T Bát Tràng như thế này, Tuấn Lâm. Thì anh đã đến làng và tìm cái chiếc đĩa kê trong cái bộ ấm chén mà cha của anh tặng cách đó hơn chục năm, với những câu chuyện về trà, câu chuyện về ấm, câu chuyện về tình cha con, về gia đình thì gắn liền với chữ hiếu và tình cảm. Thì khi đó mình là người đã đưa anh đến để chọn được cái đúng cái chiếc ấm theo cái đĩa kê theo đúng như cái mẫu ngày xưa, mặc dù là hiện tại thì cái mẫu đó cũng không phải là cái mẫu phổ biến nữa. Thực ra thì gốm cũng đôi khi nó cũng sẽ có những sản phẩm nó mang tính chất là thời trang theo từng mùa hoặc theo một vài năm, sau đó thì khi mà xu hướng của thị trường không còn thích nữa thì sẽ thay đổi cái mẫu mã và kiểu dáng và cả chất liệu. Chúng ta đang cùng thấy cái họa tiết khắc ở phía trên của đĩa kê.
Đây, chữ Tuấn, T là bát tràng, là xưởng gốm Tuấn Lâm. Và đây là trên chén. Chén này dung tích khoảng tầm 40 ml. Chén thì có chén lòng trắng và chén lòng xanh nhạt thế này. Đây là một chiếc dáng tròn dẹt cũng khắc họa tiết hoa mai. Với những sản phẩm khắc và hàng khuôn nhưng mà có những nút khắc thế này thì sau khi công đoạn đổ khuôn ra thì mọi người vẫn phải tỉa và sửa lại những cái ấm nền sao cho nó đẹp. Và chén thì có thể có chén dáng vuông như thế này. Và chúng ta đang cùng ngắm một chiếc ấm có dáng là giống dáng thạch điều. Đây là hàng phù điêu, cái này phù điêu đắp nổi lên. Rất đẹp. Màu màu của chiếc ấm này sẽ là màu nâu sậm một xíu. Một chiếc ấm hoa sen. Ta sẽ cùng ngắm một số mẫu dòng từ xa, khăn gà của làng gốm Bát Tràng. Đây là dòng phù điêu hoa sen. Chiếc ấm này nhỏ nhắn xinh xinh, dung tích khoảng tầm 200-220 ml. Phần nối lỗ lọc bên trong. Dòng bộ ấm này sẽ là có chén mộc, chúng ta cũng có thể lựa chọn chén theo cái sở thích của chúng ta. Một chiếc ấm dáng cao, họa tiết hoa mai. Một chiếc ấm dáng tròn, chiếc ấm dáng thạch biểu. Phần khác ở trên chén khắc chìm. Và đây là một chiếc ấm dáng cao, dung tích ấm này khoảng tầm 350 450 ml. Ở trên này đắp phù điêu hoa mai. Quay trở lại với chiếc ấm độc đáo này, đối tác đối cảnh vô tâm Mạc Vấn Thiền. Đa Phương Mỹ Tuấn cũng có rất là nhiều cái sản phẩm về ấm trà chơi riêng, dòng họa biến giống kiểu thiên mục như thế này, với các kiểu dáng khác nhau, mỏng men mật ong, hay là những cái dòng sản phẩm như độc ẩm bé xíu, dung tích khoảng tầm 80 đến 110 ml. Chúng ta sẽ cùng xem thử một một những cái kiểu dáng độc đáo, dáng dẹt như thế này. Với mỗi một dòng trà trà khác nhau thì nó sẽ phù hợp với cả những ấm khác nhau. Có những người mình thì thích uống trà Tân Cương Thái Nguyên với dòng ấm chén sứ, nhưng có những người lại thích uống những dòng ấm mộc như thế này, không tráng men bên trong. Đặc biệt là những cái dòng trà ngon như là bạch trà San Tuyết. Thì cái dòng ấm mộc nó sẽ lên được hương và vị của trà. Một cái dáng khác, một dáng ấm khác nhìn rất là xinh xắn. Chúng ta sẽ cùng ngắm một chiếc ấm cao thế này sẽ phù hợp cho song ẩm hoặc là độc ẩm hoặc là tam ẩm. Ở bên trong này có 7 lỗ lọc. Thật là xinh. Chúng ta sẽ cùng ngắm một bạn ấm giống như kiểu trái lê dẹt cao. Bạn này dung tích khoảng tầm 80 ml cho đến 100 ml. Và ở đây có một chiếc ấm phù điêu hoa sen.
ấm này sang ẩm sẽ phù hợp hơn. Với chất màu gốm nâu thế này thì có rất là nhiều kiểu dáng khác nhau cho chúng ta cùng lựa chọn. Dáng thạch biều, dáng kiểu. Mời các bạn cùng ngắm một chiếc ấm phong cách theo kiểu Nhật Bản, ấm quai ngang. Miệng ấm rộng thế này sẽ phù hợp với những cái dòng cánh trà to, trà cổ thụ, hồng trà, trà hồ long. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Nhìn chiếc ấm trà gốm nâu từ xa của làng gốm Bát Tràng. Gió men hòa biến của đại dương bao la. Một chiếc ấm cũng có thể bao gồm có một chiếc ấm như thế này. Cùng với chuyên trà, hoa mai, hũ chè. Chúng ta sẽ cùng xem thêm một số cái mẫu hũ chè. Ở đây sẽ có dòng màu xám đen, màu xanh lá cây, dòng dáng trụ. Với dòng này thì những khách hàng chuyên về sản xuất chè bên mình cũng khá là ưa thích khi mà ủ cái dòng chè xanh như kiểu chè Thái Nguyên. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Mời bạn ghé trang fanpage Sen và Gốm Tìm Về Chốn Bình Yên hoặc hotline Zalo 0987 207 36 để cùng tìm hiểu thêm về các cái sản phẩm gốm Bát Tràng của bên mình, hoặc tiếp tục theo dõi và đăng ký kênh YouTube của bên mình để cùng ngắm các sản phẩm gốm độc đáo của làng gốm Bát Tràng.